Shop Xe 88 xin kính chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Chắc hẳn rất là nhiều các bác đã đặt ra câu hỏi là mới chơi xe thì nên đi dòng touring hay là dòng đua. Thực sự rất là nhiều các bác khi mua xe còn chưa biết chọn cho mình là dòng xe nào là phù hợp. Thứ nhất, dòng touring này thì ưu điểm của nó là đi đường dưới 60 km và đi những cái đường mà mình phải dừng lại nhiều thì rất là thuận lợi vì tay ngang, dễ lái, có thể dừng gấp rất là tốt. Còn dòng đua mình phải hay gặp người, ghi đông sẽ ngắn hơn, và thứ hai là mình phải co tay nhiều thì đi đường ngắn hay phải phanh gấp thì rất là dở và khó sử dụng. Nhưng mà khi các bác đi đường dài nó rất là tiện lợi. Đấy là ưu và nhược điểm của hai dòng xe này. Dòng touring thì thường sẽ đi trong phố nhiều hơn, mình đi mình có thể phanh này, các bác đi cầm tay này thẳng này nó phanh rất là tiện nhanh này. Còn sang dòng đua này thì các bác nhiều khi các bác gặp người xuống thì các bác phanh nó đã khó rồi, nên con này nó đa số là sử dụng để đi đường xa, đường trường, đi nó nhanh nhẹ thì các bác có thể dùng dòng này để bứt tốc, đi nó nhanh hơn. Còn các bác đi ở trong phố nên đi dòng touring. Đấy là hai điểm khác nhau. Còn đây là hiện tại em đã có hai chiếc Titer T10, một chiếc là Titer T10 Pro tay ngang 2020 màu đen tuyền, và chiếc Titer T10 Pro 2020 1/2R7000 đen đỏ. Thì hiện tại Shop Xe 88 đang có chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập công ty với chương trình ưu đãi cực khủng, giảm giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng khi các bác alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để đặt hàng mẫu xe này. Và đây là chương trình em áp dụng cho 15 khách hàng duy nhất. 15 khách hàng duy nhất đến từ ngày mùng 3 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6. Nếu giả sử trong vòng 5 ngày hoặc là 8 ngày mà em bán cho đủ 15 khách hàng thì chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Nên bác nào mà đang có ý định mua xe đạp đua, xe đạp touring của hãng Titer trên 10 triệu thì các bác đừng bỏ qua cơ hội này. Alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để được đặt hàng giá rẻ nhất từ trước đến giờ, áp dụng cho những hãng Titer và 15 khách hàng duy nhất. Các bác nhớ là 15 khách hàng duy nhất, vì đây là chương trình của công ty Xe đạp 88 kỷ niệm 9 năm thành lập công ty, nên chương trình chỉ áp dụng cho 15 khách hàng duy nhất từ ngày mùng 3 tháng 6 đến hết chương trình là ngày 18 tháng 6. Nếu sau ngày 18 tháng 6 mà chỉ có hai khách hàng mua BM sẽ vẫn dừng chương trình. Nhưng nếu trước ngày 18 tháng 6, giả sử 5-6 ngày mà BM đã bán hết thì rất là xin lỗi những khách hàng chậm chân. Và đây là chương trình ưu đãi cực khủng, giảm giá trực tiếp. Nếu các bác nào mà năn tăn không phải được giảm giá thì các bác có thể alo trực tiếp hotline hoặc phản ánh số hotline sau cho em 0933 522 186 để giải đáp tất cả các thắc mắc nếu các bác không nhận được chương trình. Và BM chỉ áp dụng cho những khách hàng nào đặt mua từ ngày 3 tháng 6 các bác nhé, và đến ngày 18 tháng 6. 15 khách hàng duy nhất, 13 khách hàng, 5 khách hàng duy nhất giảm giá 500 đến 3 triệu đồng. Em làm video này phải nhắc đi nhắc lại nhiều để các bác hiểu rõ hơn về chương trình và để có thể nhận được chiếc xe đạp đua Titer, xe đạp touring giá rẻ nhất từ trước đến nay. Kẻo các bác lại nỡ cơ hội, nhiều bác lần trước em giảm giá có 500.000 mà không nhanh làm nỡ cơ hội. Còn đây là những chiếc Titer T10 phiên bản 2020. Tay ngang và tay đua, mẫu cực đẹp. Cực đẹp luôn. Giả sử như em là một khách hàng đúng không? Em trong vai khách hàng đi mua xe này, em sẽ alo trực tiếp hotline này 0933 522 186. Alo, em đang cần mua mẫu xe Titer T10 Pro 1/2R7000. Thế là em sẽ giảm hotline sẽ báo giảm giá cho em bao nhiêu để các bác có thể là chọn mua cho mình chiếc xe đạp phù hợp nhất. Nên hoặc các bác alo Zalo 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Đấy là cách tham gia thể lệ chương trình. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video review cũng như là nói rõ hơn về chương trình của em. Xin chào các bác.